Mazda CX-8 ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2019, sắm vai là mẫu xe thay thế CX-9 với nhiều thay đổi về tiện nghi và trang bị. Kể từ khi trình làng, phương tiện này đã chiếm được cảm tình của một bộ phận không nhỏ khách hàng nhờ thiết kế đẹp mắt, nhiều tiện nghi hiện đại. Mặc dù gặt hái một số thành công, doanh số mẫu xe này vẫn chưa thực sự bứt phá so với các đối thủ. Nhiều người dùng cho rằng những khác biệt trên CX-8 không tạo ra sự khác biệt đủ lớn so với đàn em Mazda CX-5, trong khi giá bán chênh lệch đáng kể. Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mazda CX-8 sản xuất năm 2021 model 2020 đang được một salon ô tô cũ chào bán với mức giá 899 triệu. Đây là giá bán chỉ nhỉnh hơn một chút so với mẫu SUV cỡ B là Honda HR-V bản cao cấp giá 871 triệu. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản Premium AVKD, ngoại thất màu xám, nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh là 33.000 km. Được biết, giá niêm yết ở thời điểm mua là 1 tỷ 349 triệu. Cộng thêm phí lăn bánh, người dùng sẽ phải chi trả một khoản tiền lên đến 1 tỷ rưỡi. Như vậy, người bán đã chấp nhận chịu lỗ đến 600 triệu cho chiếc CX-8 lăn bánh 4 năm, tương đương khoảng 40% giá lăn bánh ban đầu. Ở chiều ngược lại, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc, với những ai muốn sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi, bền bỉ, mà không ngại dùng xe cũ. Mazda CX-8 2020 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng Kodo của Mazda. Khu vực đầu xe gây ấn tượng, với cụm lưới tản nhiệt mở rộng sang hai bên có những thanh ngang mạ chrome sáng bóng. Khả năng chiếu sáng của xe được đánh giá cao, nhờ sử dụng đèn pha LED tích hợp các tính năng như tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ, đèn hậu LED có thiết kế dạng 3D, vành la răng 19 inch. Vào bên trong cabin, người dùng dễ dàng bắt gặp chi tiết gỗ AIUS cao cấp trên phần ốp cửa, mang đến vẻ sang trọng cho xe. Những trang bị đáng chú ý có ghế bọc da Napa, vô lăng 3 chấu kiểu mới, cụm đồng hồ thể thao dạng ống, màn hình giải trí trung tâm 7 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình HUD, điều hòa tự động 3 vùng và hệ thống âm thanh Bose 10 loa. Mazda CX-8 Premium 2020 trang bị khối động cơ Skyactiv-G 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, CX-8 còn được cung cấp gói công nghệ an toàn chủ động Active Sense với 9 tính năng.